À hình như là cũng ngược uống. Đấy, không ngược. Phải là đúng rồi. Hả? Không, chặt kiểu này là đúng này. Chặt thế này chứ, ừ. Đúng không? Mình không bị bể ra. Không chặt ra giờ. À. Luột vẫn đấy. Được. Chính tỏ là vẫn được. Nhớ nghề. Ngày à. Xưa ngày xưa mau ca từng đầu bếp các bạn ạ. Nhưng mà ngày xưa làm gì có giá trị rồi đâu. Ngày xưa chỉ cân vặt rau với rửa bát thôi. Nhưng mà thấy mau đệ bảo mau ca là ăn vụng nên là nó đuổi luôn. Ăn vụng đuổi luôn. Mất. Đấy, ui miếng này mới vai. Phanh, họ. Ui giời ơi, này. Chưa chắc đã ngon đâu. Lấy đúng miếng không có da. Đây. Đây, mau ca làm luôn. Đây. Quên mời mọi người đó. Này, mời anh em nhá. Này, không hỉ đâu. À, đây là anh em mình thử muối mì các bạn ạ. Đây. Chấm chéo. Mời các nhà nha. Đây, mời anh em nhá. Ủa, giỏi nhỉ? Mẹ cắn một bát này xuống luôn. Thế à? Nhưng mà Mao đệ có xơi hết được miếng này không, Mao đệ? Không. Thế à? Đã một miếng rồi, lo đến tối. Đã một miếng. Chặt kiểu ngang này đúng không? Chú muốn chặt kiểu gì cũng được. Đó, em không, chưa chặt lợn bao giờ, vịt thì chặt đâu phải lợn. Đâu em Tuyên đâu ra đây cho miếng nào. Đâu. Vừa nãy đứng đâu. Cameraman. Ôi, đây. Miếng xin phép miếng cho nhưng chủ tịch có, này. Có cả ra hết luôn. Miếng to thế mà anh bảo chị ăn hết luôn. Ừ. Anh này hay kiểu đút một phát là thẳng luôn em ạ. Ừ. Công chém tôi thấy vụn hết cả thịt rồi. Chuẩn. Nào đây nha. Nào biểu diễn một lần. À, một lần nữa thôi đấy. Đấy. Nhìn thế này. Đấy. Đều khi mà chặt ấy mình phải dùng cái cổ tay này, phải dùng lực ở cổ tay mà vặt xuống này, chứ không phải dùng cả cái cánh tay đâu, hiểu không? Thì cái đường thịt đi nó mới ngọt. Đấy là mấy anh chị thì ở lợn quay Lạng Sơn vẩy cái cổ tay này giống như là anh. Cẩn thận nó băm một cái bát em. À, đúng là thầy dạy trò lại còn giỏi nữa. Nóng lắm. Nóng lắm anh em ạ. Ra ngoài bây giờ chỉ có ngồi uống kia thôi, uống nắng thôi. Nóng lắm. Công nhận hôm nay em cũng có chuyện, em vừa đi miền Tây về, tối nay 1 giờ đêm hai vợ chồng mới về đến nhà. Thế à? Là sáng nay là lên đây luôn. Hả? Anh đi đâu cũng miền Tây? Hậu Giang. Ở Hậu Giang với Cần Thơ. À. Vừa mới bay ra lúc về đến nhà 12 rưỡi đêm này. May đấy. Nào có về Châu Đốc thì gọi cho Phong Hỷ nha. Anh em. Anh chị. Ngon. Còn em đi 7 ngày ạ. À? Đi 7 ngày à? Dạ. Em vào Sài Gòn công việc sau này sang miền Tây. Ngon. Ra đây. Vâng. Em ngời quá. Anh cho em ăn nhiều quá rồi nó quá. Từ lúc cứ bốc nhót một tí, bốc nhót một tí. Không. Ông ngoài lúc này là mình ngon, em bốc ngon. Nhưng mà mọi người biết không? Lúc mà đang sạt này ra ấy, bốc bả ăn nó mới phê. Chứ còn nếu mà ra tầm này rồi, là đồ ăn nó cũng nguội một phần nào rồi.